đoàn của chúng ta đã đến Hòn Chanh. Nơi đây bãi tắm trải dài trên cát và đá cuội. Em chào bác ạ. Bãi tắm bãi Chanh. Mỗi lúc sóng xô bờ rồi lại dạt xuống thì đều tạo thành một bản nhạc êm đềm. Bãi đá dài hàng mấy km này trên bờ biển là bãi tắm, nhưng đó là những điểm để chúng ta thực hiện các động tác massage body. Đẹp quá. Đẹp quá. Đây là khu nghỉ dưỡng bãi Chanh. Đẹp quá. Rộng mênh mông luôn. Mát. Có ánh nắng nhưng mà cũng không phải đội nón. Gió mát. Rượi luôn. Không phải nghe điều hòa, không phải bật quạt. Mát rượi. Họ bán rất là nhiều đồ lưu niệm của biển. Đây là điểm bán đồ lưu niệm. Những chiếc túi sách toàn làm bằng đá ốc, toàn bằng vỏ chai. Đây là nơi nghỉ của khách khi xuống tắm. Phải hàng mấy km bờ biển trên bãi Chanh này là những chiếc dãy ghế bắc và những chiếc ô đẹp trang trí cho người xuống tắm biển và người đợi tại những dãy này. Phải dài hàng mấy km. Tuyệt vời. Đây chắc là những bãi đá tự tạo hay sao, nhân tạo chứ sao mà lại cả một dải bờ biển lại đá đẹp như thế này. Ê Huế ơi. Xinh lắm, yêu lắm. Đúng rồi, bác Liên tựa vào đi. Ê, hai cô cháu bồ đì trên bãi đá của bãi Chanh. Rồi.
Đây đây chụp cho. Đây là body trên bãi đá. À, trên bãi tranh. Body trên bãi tranh. Body toàn thân luôn. Rồi diễn sâu quá. Ê, hai cô cháu tuyệt vời. Nhảy khéo ngã đấy. Bãi đá này là nơi để chúng ta massage body. Chỉ khác những buổi đi massage body ở nhà là có lúc mình chờ nó chả thấy đâu. Và lá xả để xong. Điểm nào thì chân bãi đá này là điểm massage body. Có khi con nằm xuống dưới một tí đi. Tù xuống. Hai con cano kia sẽ phóng to. Cho nó tung phát cho nó ướt. Thì đấy, mong là thế. Tuyệt vời còn hơn cả tuyệt vời. Để ở đây hàng tháng mới thỏa thích được. Nước biển thì trong xanh, mỗi một đợt sóng xô lại thành một bản nhạc tình ca thật là tuyệt tác, rất êm đềm. Biển lặng nhưng mà sóng vẫn cứ trào. Đẹp thế nhưng mà chưa to. Này bắt đầu này. Các bạn hãy nghe những bản nhạc khi sóng xô và giảm xuống. Đẹp quá. Bà không đẹp quá.
đến bãi tranh này mà không đến cái bãi chỗ này thì coi như mình chưa đến bãi tranh, đúng không? Sóng thì cánh. Nếu mà đến đây mà không qua cái chỗ này thì coi như chưa đến bãi xanh. Ôi. Ôi chị ơi, khi mà sóng xuống là thành một nhạc nước luôn. Chuẩn luôn. Rất đáng yêu nhỉ. Vâng. Mình người miền núi, bây giờ mình được về miền xuôi và mình được hưởng cái bầu không khí của biển. Đúng là biển là mẹ hiền tuyệt vời. Đọc cho chị nghe bài thơ nhé. Bài thơ này là cách đây một năm là có đồng đội tôi đang ngã ở xuống và chết ở giống dốc Thanh Vĩnh. À thế à? Em mình đi qua. Cách cây trên đường Nha Trang, à, Đà Lạt về Nha Trang hả? Tôi đã được đi thăm Đà Lạt mộng mơ hồ than thở, rừng thông bạt ngàn gió vi vu, đúng lúc tình yêu đẹp thần bí, thành phố du lịch lập lạ kỳ. Chả vội gì vì không đèn xanh đỏ, sống ở đây chẳng khác sống bên Tây. Dốc Thanh Vĩnh sao dài dài thế, cung đường đèo còn lắm gian lan. Bao thác nước vẫn gầm gào rú, mặt đường không khô ráo bao giờ. Đi ngang qua chỗ các anh ngã xuống, chẳng thể dừng để thắp một nén nhang. Nhưng trong tâm em như đang nghẹt thở, nước mắt chảy trong lòng xót thương. Nghĩ gì đây khi đời người ngắn ngủi, số phận rồi có tránh được đâu. Dừng chân bên trạm, nghỉ hòn dao, ngẩng đầu chào người anh xấu số. Ôi hay quá, cái bác là ngày xưa bác đi bộ đội ở vùng này à? Dạ vâng. Tôi là bên không. Đấy, công an huyện thì à. À, công an huyện. Sau khi ông anh cùng đơn vị với em ấy. Vâng. Là đi vào đây cách một năm thì là bị tai nạn giao thông, cái vụ mà ở chết ba người ấy. Vâng. Ở núi Thanh Vĩnh này. Vâng. Đúng là đồng đội em luôn. Vâng, bác ấy thế là bác cùng đi đoàn du lịch Khánh Sơn cùng với tôi chứ ạ? Dạ vâng ạ. À, thế bác là ở đâu ạ? Tôi ở Lục Yên, Yên Bái. À, Yên Bái, đoàn Yên Bái hả? Vâng, cảm ơn bác. Bác tặng bài thơ rất là hay ạ. Vâng. Tạm biệt bãi tranh, có hàng dừa xanh, có bãi đá bô đì toàn thân, bô đì từng bộ phận trên cơ thể con người. Và khi bô đì trên bãi đá thì sóng dâng lên trào ra, khi sóng bắt đầu rút tạo thành những bản nhạc tuyệt vời. Hẹn khi nào có dịp ta lại quay trở lại bãi tranh để nghe những bản nhạc nước tạo ra từ sóng và đá